về việc dân số Đài Loan đang bị lão hóa, cộng thêm vấn đề thiếu thốn nhân lực trong ngành điều dưỡng chăm sóc dài hạn mà vẫn chưa có giải pháp. Hiện tại đã có trường trung học chuyên nghiệp thành lập chuyên ngành phục vụ chăm sóc, hy vọng có thể gia tăng thêm nhiều nhân lực trẻ vào ngành này. Trong khóa học, các điều dưỡng viên tận tình hướng dẫn các em học sinh giúp các cụ già đi bằng khung tập đi. Vì các cụ sợ nhất là ngã nên mỗi động tác đều phải rất cẩn thận. Trường còn kết hợp với các bệnh viện để học sinh có thể thực tập từ những việc làm cơ bản nhất. Các em học sinh bày tỏ tham gia những hoạt động trong lớp này giúp các em có thể tìm hiểu kiến thức sâu hơn và có thể áp dụng vào việc chăm sóc ông bà mình ở nhà. Ngoài ra, trường cũng kết hợp hợp tác với các ban ngành khác nhau để học sinh không cần lo lắng tốt nghiệp xong sẽ bị thất nghiệp. Hiệu trưởng trường trung học này, bà Phùng Ái Cầm nói, mỗi tháng thực tập, các em sẽ được lãnh 28.000 đài tệ. Sau khi tốt nghiệp, có thể đảm bảo mức lương 32.000 đài tệ cho học sinh. Các em cũng có thể được chuyển thẳng lên đại học tại Trường Đại học Thương mại Công lập Đài Bắc.